Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, thì Duyên xin giới thiệu đến quý vị một giọng hát mà trong quá trình đã nổi tiếng rất sớm và rất nhanh. Và đặc biệt, gần 30 năm trời nay, giọng ca đó đã được tất cả mọi tầng lớp khán thính giả chờ đợi để đón tiếp với tất cả lòng ái mộ nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Về đây đêm
Thân Tuyền. Thân Tuyền này, qua quá trình hoạt động ca nhạc lâu dài của Thân Tuyền đó, Thân Tuyền có thể cho khán thính giả hôm nay biết được sự quan hệ giữa người ca sĩ và khán giả như thế nào không ạ? Dạ thưa anh, theo Thân Tuyền thì người ca sĩ phải sống với tiếng hát của chính mình. Và điều quan trọng hơn nữa là họ phải sống bằng trái tim của người khác. Hay. Mà người khác đây có nghĩa là khán giả phải không chị? Wow, chị trả lời một câu rất ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa. Và có vẻ triết lý nữa đấy. Vâng, và em nghĩ rằng một người nghệ sĩ có thể trả lời được một câu nói sâu đậm như vậy thì chắc chắn là chị không những chỉ sống bằng tiếng hát của chị mà còn bằng con tim của chị nữa phải không? Đương nhiên, là bởi vì chị nghĩ là sống với, sống cùng nghĩa là sống có tấm lòng của mình ở trong đó. À, vâng, cảm ơn chị. Và như vậy thì mình mới mong gặp được trái tim của khán thính giả. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền.